trong cái bài bản vừa rồi của sư ấy, thì nó thấy là có cái vấn đề như thế này. Ví dụ như là về cái độ siêu á, thì sư nói là sau khi chết á, và linh hồn đã sanh liền, thì con hỏi là nếu mà sinh vào là ngạ quỷ á, thì cái phước báo mà mình, ví dụ như mình hồi hướng cho ông bà mình cúng tranh tăng, mình hồi hướng hay là cái mâm cúng đấy, thì con thấy là có, con cũng không nhớ rõ phải đâu, nhưng mà con nhớ là như là ngã quỷ á, là người ta hưởng theo cái cách là người ta nhìn, người ta hưởng cái hơi đó, hoặc là bằng cái mắt nhìn để người ta hưởng thụ, thì có đúng không ạ? Thì thứ nhất là cái việc mà loài ngạ quỷ đó họ hưởng hương, hưởng hoa, thì sư xin thưa là trong kinh điển cái thức ăn của loài ngạ quỷ đó, có một số loài họ phải ăn những cái thứ dơ bẩn, ví dụ như có loài ngạ quỷ họ phải ăn phân, hoặc có loài họ phải ăn đờm dãi rồi những cái chất mà người ta bỏ đi, những cái chất dơ bẩn, thì đó là cái nghiệp của họ. Và cái loài đó, đó sư xin thưa là những cái loài ngạ quỷ như vậy đó, thì họ không có nhận được phước hồi hướng. Ngạ quỷ nó có rất nhiều kiểu, nó có rất nhiều chủng loại, nhưng không phải chủng loại nào cũng nhận được cái phước hồi hướng. Chỉ có một loại là ngạ quỷ sống nhờ phước hồi hướng, họ mới nhận được cái phước hồi hướng. Còn những loại khác thì ví dụ như ngạ quỷ ăn phân thì họ chỉ có thể ăn phân được thôi, họ không ăn được thứ khác. Còn cái phần mà ăn những cái hương hoa này nọ đó, thì đó không phải là ngạ quỷ. Ví dụ như ăn hưởng cái mùi hương của trái cây này nọ, đó là cái loại cạn thắt bà. Đó là một cái loại á thiên. Nó cũng là một loại thần ấy, cũng là cõi trời đó. Nhưng mà cái thực phẩm của họ nó cao cấp, như là hửi hương, hửi hoa vậy thôi, chứ họ không có dùng thực phẩm như mình. Nhưng mà nếu như loài ngạ quỷ đó, họ một là họ hưởng cái phước hồi hướng, hai là do nghiệp họ phải ăn một cái loại thực phẩm, đó là những cái thứ dơ bẩn, ví dụ như ăn phân hoặc là ăn đờm dãi này nọ, chứ họ không thể nào hưởng cái hương hoa của mình đâu. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là hỏi về cái gì? Rồi khi mà quý vị làm phước có lòng tính toán như vậy đó, thì cái phước của quý vị nó sẽ có hạn chế. Có phước hết ấy, nó không có cái gì mà mình không có phước. Có phước hết, nhưng mà cái phước nó sẽ hạn chế. Cho nên khi làm phước thì nên nhớ là mình hồi hướng đến chư tăng. Mình nghĩ đây là mình cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến tăng đoàn. Mình không phân biệt đó là phàm hay là thánh, đó là vị tu lâu hay mới tu. Thì nhờ như vậy phước của quý vị nó mới được nhiều. Tại vì khi mà mình làm phước mà mình còn so đo ở đây là vị tu giỏi, vị tu dở, rồi ở đây nhiều tăng, ở đây ít tăng, là cái phước mình sẽ có hạn chế. Nhớ ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo là cái gì? Rồi, thì sư đưa ra ví dụ như vậy nè. Thì cơm mà mình nấu ra đó, thì ăn liền nó sẽ ngon hơn là mình để nguội rồi mình ăn. Thậm chí nhiều người cơm mà để 2-3 ngày không hâm này nọ, để ăn thì ăn vẫn được ý, nhưng mà cái chất lượng nó sẽ khác. Cũng vậy khi mình làm phước ấy, mà mình hồi hướng là cái phước từ vô thủy tới nay thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không bằng cái việc mình làm phước xong hồi hướng ngay lập tức. Bởi vì cái phước mình vừa làm xong ấy, cái năng lực của nó sẽ mạnh hơn là cái phước mình để cho nó trải qua một cái thời gian lâu dài. Được. Nhưng mà chẳng qua là nó sẽ không bằng cái việc là mình làm xong mình hồi hướng liền thôi. Nó không bằng thôi, nhưng mà vẫn được như thường, không sao hết. Rồi. Thì khi mình làm phước, mình hồi hướng để mình hướng tới lại pháp, thì sư dạy cho con và cái để mình hướng tới là ví dụ như là mình muốn sau khi là ngày công phu, khi được công phu đó, là mình hồi hướng cái phước đấy
vừa con chỉ nói là cái hồi hướng cái công đức làm từ đô thị kết xuống là đang đề trang cái cây thương thập tịnh độ thì con thấy Như thế này nè, Đức Phật có nói này các tỳ khưu, ta nói tác ý chính là nghiệp, có nghĩa là cái chủ ý của mình như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ như cái chủ ý của mình là thoát khỏi cái vòng sinh tử, cái câu nói, cách nói như thế nào nó không quan trọng, nhớ ha, cách nói không quan trọng, cái cách nói không quan trọng mà cái chủ ý của mình nó mới là quan trọng, nhớ chuyện đó. Và ở trong Phật giáo Nam Tông mình ấy, thì nó có một câu, đó là do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây đó, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Thì đó cũng là một cái lời nguyện giải thoát. Như sư lặp đi lặp lại, cái quan trọng không phải là mình nói cái gì, mình nói như thế nào, mà cái quan trọng là cái chủ ý của mình, cái mục đích của mình là ra làm sao, nó mới là quan trọng.